cây đa ba nhánh chín chồi, ai về thông lạng cây còi lúa ngô. Làng Thông Lạng ở Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An xưa khí hậu khắc nghiệt, lại thêm bao siêu thuế đàn áp của thực dân đế quốc, khiến cuộc sống của những người dân mất nước thật lắm cơ cực thay. Vốn là một nhà nho, ngày ngày dạy học khắp làng trên xóm dưới, nên cụ Lê Huy Quán sớm dạy dỗ các con cách đối nhân xử thế, đạo lý làm người trong lúc thế sự đổi thay, cuộc đời ly loạn, nước mất nhà tan. Dưới mái nhà tranh, cậu bé Lê Huy Doãn đã lớn lên cùng những bài học yêu nước thương dân, với nhiều tấm gương oai hùng bất khuất chống thù trong giặc ngoài. Càng học càng thêm thấm thía, Lê Huy Doãn quyết nuôi chí lớn nối nghiệp cha ông. Ngọn lửa yêu nước bùng cháy mãnh liệt cùng ý chí căm thù đế quốc thực dân đã khiến chàng thanh niên Lê Huy Doãn sớm trở thành một chiến sĩ cộng sản chân chính, chọn đời hiến dâng cho lý tưởng cách mạng cao đẹp với tên Lê Hồng Phong. Mẹ nay trăm rồi thơ ngô, phân căm hận giặc ngơ, ở phần lo thù nhà. Vì đâu non nước đầy vơi, vì đâu nỗi rồng ở giặc vui lìa tan. Cất tiếng khóc chào đời vào một ngày mùa thu năm 1902, cậu bé Lê Huy Doãn đã được cha mẹ gửi gắm biết bao yêu thương kỳ vọng. Những mong cậu con trai thông minh lanh lợi sẽ làm nên đại sự, sẽ gánh lấy trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân. Trong hoàn cảnh loạn lạc lầm than của cả dân tộc, Lê Huy Doãn vẫn được theo học tới nơi tới chốn, học chữ nho rồi lại chuyển sang chữ quốc ngữ và thi đậu bằng sơ học yếu lược. Con phải thương mẹ, thương chị, thương em, chăm sóc mẹ, chăm sóc em, nhưng không bao giờ được quên nợ nước thù nhà. Phải nhớ những lời cha dặn. Lời chăng chối của người cha già sau những tháng ngày khánh kiệt ốm đau vì những trận đàn áp vơ vét bất công của chính quyền thực dân đã khiến cậu con trai Lê Huy Doãn khắc cốt ghi tâm, chí đúc gan sắt để rời non lấp bể, quyết tìm ra lý tưởng sống để giúp quê hương thoát cảnh tiêu điều khốn khổ. Lê Huy Doãn chưa đi đâu xa, song đã nhiều lần nghe về thị xã Vinh, nơi được thực dân Pháp rêu rao là trung tâm công nghiệp thương mại lớn nhất trung kỳ, và cái gọi là sầm uất hoa lệ ấy đã mọc trên mồ hôi xương máu đất tổ quê cha của bà con nông dân. Cha mất nhà nghèo lại đông anh chị em, Lê Huy Doãn đành gác lại việc học, xin làm công nhân ở nhà máy Vinh Bến Thủy. Những nhà máy xí nghiệp ấy đã hiển hiện đầy dấu vết tội ác tày trời của thực dân đế quốc và bẻ lũ tay sai. Hàng ngàn công nhân phải bán sức lao động với đồng lương rẻ mạt. Cũng trong chính thời gian làm việc ở nhà máy Vinh, Lê Huy Doãn đã gặp và kết chí lớn với người bạn Phạm Thành Khôi, tức Phạm Hồng Thái. Hai thanh niên trẻ tuổi đều phẫn uất cực độ trước những hành động dã man tàn độc của kẻ thù, đều ngập ngùi xót xa trước những đau thương thống khổ của bà con thợ thuyền. Những năm 1923, Lê Huy Doãn, Phạm Thành Khôi tích cực vận động anh em công nhân đấu tranh đòi các quyền lợi tối thiểu cho người lao động. Sau sự việc ấy, cả hai đều bị chủ nhà máy đuổi việc.
Nam Đàn là nơi có phong trào xuất dương rầm rộ, cũng là đầu mối liên lạc chắp nối con đường hoạt động cách mạng. Năm 1924, khoảng 15 thanh niên, trong đó có Phạm Thành Khôi, Lê Huy Doãn, đã vượt Trường Sơn qua Lào đến Thái Lan, Trung Quốc hoạt động cách mạng. Dựng gan óc đánh tan sắt lửa, xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ. Ngọn lửa bền gan vững chí của tuổi trẻ đã được các bậc tiền bối cách mạng tiếp thêm sức mạnh, vươn xa ra biển lớn, gặp gỡ những lý tưởng cao đẹp. Từ đây, Lê Huy Doãn lấy tên Lê Hồng Phong, còn Phạm Thành Khôi lấy tên Phạm Hồng Thái. Họ ra đi với lời thề son sắt, không làm rạng rỡ non sông, quyết không trở về tổ quốc, quê hương. Đến Quảng Châu, Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái gia nhập nhóm Tâm Tâm Xã. Sau nhiệm vụ mưu sát tên toàn quyền Mặc Lanh ở Quảng Châu, đồng chí Phạm Hồng Thái đã hy sinh. Chứng kiến người bạn chí cốt, đồng cam cộng khổ của mình mãi mãi ra đi, lòng căm thù đế quốc thực dân cùng chí khí cách mạng càng thêm sục sôi trong trái tim của người chiến sĩ cách mạng Lê Hồng Phong. Cuối năm 1924, đồng chí Lê Hồng Phong đã được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và là một trong số những thanh niên yêu nước được người lựa chọn bồi dưỡng, đào tạo và kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Từ đây, tư tưởng cách mạng của đồng chí đã có những bước chuyển biến quan trọng. Đồng chí Lê Hồng Phong đã trở thành lớp cán bộ lãnh đạo đầu tiên của cách mạng, được rèn luyện toàn diện về quân sự chính trị tại trường quân sự Hoàng Phố, trường hàng không Quảng Châu, trường lý luận quân sự của lực lượng không quân Xô Viết ở Leningrad, trường đào tạo phi công quân sự ở Boris Oleksko và được đào tạo lý luận dài hạn bài bản tại trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Với thành tích học tập xuất sắc, tích cực và kỷ luật, đồng chí Lê Hồng Phong được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô, hoạt động trong lực lượng Hồng quân Xô Viết. Đồng chí cũng là sĩ quan phi công Việt Nam đầu tiên trong quân đội Liên bang Xô Viết. Từ một thanh niên yêu nước, đồng chí Lê Hồng Phong đã trở thành một chiến sĩ hoạt động cách mạng, được tích lũy tri thức lý luận chính trị và quân sự tương đối hoàn chỉnh. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sớm nhận thấy những phẩm chất cách mạng ưu tú của đồng chí Lê Hồng Phong và luôn dành sự theo dõi quan tâm đặc biệt. Nhiệm vụ quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong là vận dụng những kiến thức lý luận cũng như năng lực lãnh đạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong cái cuộc đời hoạt động của đồng chí Lê Hồng Phong, đó là sớm đến với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sớm có cái cuộc gặp gỡ rất quan trọng, nó định hướng cho các cái hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong ngay từ giữa những năm 20 của thế kỷ thứ 20. Sau cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh, thực dân Pháp và bẻ lũ tay sai đã tiến hành một chiến dịch khủng bố quy mô lớn, hòng dập tắt phong trào cách mạng, tiêu diệt Đảng Cộng sản non trẻ vừa mới thành lập. Các cơ sở đảng từ trung ương đến địa phương bị tan rã, chia cắt. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt bị thực dân truy nã, giết hại, tù đầy. Như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Nguyễn Phong Sắc và nhiều đồng chí khác. Trong khi đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng bị thực dân Anh bắt tại Hồng Kông. Đây là thời kỳ đảng bị tổn thất nặng nề. Cách mạng Đông Dương rơi vào giai đoạn hết sức khó khăn, khủng hoảng về lực lượng, đường lối, tổ chức. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là tăng cường cán bộ lãnh đạo, củng cố đảng và khôi phục phong trào cách mạng trong cả nước. Trước giai đoạn khó khăn, ngặt nghèo của cách mạng Đông Dương, tháng 11 năm 1931, Quốc tế Cộng sản quyết định cử đồng chí Lê Hồng Phong về nước để chỉ đạo việc tổ chức khôi phục và phát triển phong trào cách mạng. Vượt qua mạng lưới mật thám dày đặc, đồng chí Lê Hồng Phong
về gần biên giới Việt Trung và nỗ lực bắt liên lạc với các cơ sở còn lại của Đảng, tìm cách mở đường liên lạc về nước. Đồng thời, gấp rút đào tạo bồi dưỡng cán bộ phát triển đảng viên, lập ra các ban cán sự và cử đảng viên cốt cán về nước, khôi phục lại các tỉnh ủy, liên tỉnh ủy và xứ ủy lâm thời. Đồng chí Lê Hồng Phong liên tục mở các lớp huấn luyện cho cán bộ từ trong nước sang học tập. Nhiều đồng chí sau đó đã trở thành lãnh đạo chủ chốt của Đảng như đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Hoàng Đình Dông, đồng chí Lương Văn Chi. Công tác xây dựng cơ sở trong quần chúng được tiến hành khẩn trương nhằm khôi phục lại hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng Đông Dương. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Lê Hồng Phong, một lực lượng lớn cán bộ đảng viên đã chấp nối liên lạc, tích cực hoạt động và được bồi dưỡng lý luận cách mạng vững vàng. Nhiều cơ sở đảng được gây dựng, thiết lập liên lạc với quốc tế cộng sản. Cuối năm 1932, đồng chí Lê Hồng Phong đã chỉ đạo thành lập ban lãnh đạo lâm thời của Đảng, thống nhất chủ trương tuyên truyền học tập và hành động theo nội dung chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí tham gia biên soạn và được quốc tế cộng sản thông qua. Thông qua cái vai trò chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Phong thì chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương đã được đưa vào trong thực tiễn phong trào cách mạng, và có thể nói đó chính là ngọn cờ để mà quy tụ, để mà tập hợp những cán bộ đảng viên, để mà từ đó khôi phục lại hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng. Chương trình hành động của Đảng là một văn kiện chính trị quan trọng mang tính chất của một cương lĩnh, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng đề ra từ trước, củng cố về tư tưởng chính trị và tổ chức cho các cán bộ đảng viên cùng quần chúng nhân dân, giữ vững niềm tin vào tiền đồ thắng lợi của cách mạng, quyết liệt đẩy lùi tư tưởng hoang mang dao động, nhanh chóng khôi phục và đưa cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn mới. Để khôi phục Bộ Chỉ huy, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, hội nghị thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng đã được tiến hành vào tháng 3 năm 1934 tại Macau, Trung Quốc. Ban Chỉ huy ở ngoài do đồng chí Lê Hồng Phong lãnh đạo, có chức năng như Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng, thực hiện sự chỉ đạo thông suốt tới các xứ ủy, cơ sở Đảng và gấp rút chuẩn bị cho việc tiến tới đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương. Mặc dù mật thám Pháp theo dõi vô cùng gắt gao, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nhận nhiệm vụ trở về nước, với năng lực trí tuệ, bản lĩnh phi thường của người Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong đã bước đầu hoàn thành trọng trách mà quốc tế Cộng sản giao phó. Cuối năm 1934, hệ thống tổ chức đảng đã được khôi phục trên khắp cả nước. Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và một số tỉnh ủy, thành ủy cũng được xây dựng lại. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân phát triển vô cùng sôi nổi, mạnh mẽ. Có thể nói cái sự xuất hiện rất kịp thời của đồng chí Lê Hồng Phong trong những ngày khó khăn ấy của cách mạng trong nước đã tạo ra một cái tư tưởng mới, một cái niềm tin mới, và nhất là khôi phục củng cố được một số cái tổ chức của Đảng chúng ta, tạo cơ sở để mà cách mạng nước ta đi tiếp những cái bước sau. Cho nên có thể nói là công lao của đồng chí Lê Hồng Phong rất là lớn trong cái giai đoạn này. Và có lẽ đây cũng là cái một trong đóng góp hết sức nổi bật của đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong lúc bây giờ. Giữa lúc công việc chuẩn bị đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương đang được tiến hành bí mật khẩn trương, thì Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng nhận được giấy triệu tập của quốc tế Cộng sản về việc cử đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương đi dự đại hội lần thứ 7 quốc tế Cộng sản. Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng quyết định cử đồng chí Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta tới Moscow dự đại hội lần thứ 7 quốc tế Cộng sản. Với bí danh Hải An, tại đại hội lần thứ 7 quốc tế Cộng sản vào tháng 7 năm 1935, đồng chí Lê Hồng Phong đã trình bày bản tham luận quan trọng về phong trào cách mạng Đông Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Bản tham luận
đã phân tích sâu sắc thắng lợi, thành công và cả những thất bại thiếu sót của Đảng trong việc khôi phục phong trào, đồng thời dự đoán những khả năng to lớn của cách mạng. Bản tham luận còn nói lên niềm tự hào của những người Cộng sản Đông Dương khi được đứng trong khối đại đoàn kết của những người Cộng sản quốc tế. Tại đại hội, Đảng ta được công nhận là một bộ phận chính thức của quốc tế Cộng sản. Và đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành quốc tế Cộng sản. Mặc dù không trực tiếp tham gia đại hội lần thứ nhất của Đảng vào tháng 3 năm 1935, nhưng vai trò và tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Phong được thể hiện trong suốt tiến trình đại hội. Với những hoạt động đóng góp to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Phong đã được quốc tế Cộng sản và Đảng ta tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương. Với cương vị là Ủy viên Ban chấp hành quốc tế Cộng sản, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Lê Hồng Phong đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương vào tháng 7 năm 1936 tại Thượng Hải. Để truyền đạt chỉ đạo công tác tổ chức Đảng cũng như đường lối đấu tranh trong tình hình mới sau Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương nhằm tập hợp các giai cấp, đảng phái, đoàn thể chính trị và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau cùng các dân tộc ở Đông Dương đấu tranh đòi quyền dân chủ. Hội nghị đã đánh dấu thời kỳ đưa cách mạng Đông Dương lên cao trào mới và chứng tỏ sự trưởng thành của Đảng ta. Trong đó có sự đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và nghị quyết đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản vào điều kiện cụ thể của cách mạng Đông Dương. Hội nghị cũng thống nhất chuyển trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng về Sài Gòn. Với tư cách Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục ở lại Thượng Hải để chỉ đạo phong trào cách mạng và duy trì liên lạc với quốc tế Cộng sản. Trong khi đó, đồng chí Hào Huy Tập, thư ký ban chỉ huy ở ngoài, được cử về nước để tổ chức ban trung ương và khôi phục liên lạc với các tổ chức đảng. Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trong cả nước, cuối năm 1937, đồng chí Lê Hồng Phong bí mật về Sài Gòn cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng. Thời gian này, người bạn đời của đồng chí, nữ chiến sĩ Cộng sản kiên trung Nguyễn Thị Minh Khai cũng tham gia sứ ủy Nam Kỳ kiêm bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Đồng chí Lê Hồng Phong ngày đêm bám sát cơ sở, đi sâu vào quần chúng lao động, liên tục thay đổi địa điểm cư trú nhằm che mắt quân thù. Trong những tháng ngày hoạt động ở nước ngoài và ngay cả khi trở về nước, đồng chí luôn quan tâm, theo dõi sát sao diễn biến thời cuộc ở Nam Kỳ và đánh giá tầm quan trọng việc xây dựng, củng cố vững mạnh sứ ủy Nam Kỳ và thành ủy thành phố Sài Gòn Chợ Lớn, nơi đặt bản doanh và thiết lập vành đai đỏ của cơ quan lãnh đạo đầu não. Nắm rõ tình hình thực tế, đồng chí Lê Hồng Phong đã cùng Trung ương Đảng quyết định chuyển Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương thành Mặt trận Dân chủ Thống nhất Đông Dương để đẩy mạnh phong trào đòi dân sinh dân chủ, cải thiện đời sống và tập hợp rộng rãi, tranh thủ mọi lực lượng quần chúng nhân dân tham gia cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong đã luận giải tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng Ban chấp hành Trung ương tích cực đấu tranh vạch trần các luận điệu sai trái phản động, uốn nắn những nhận thức mơ hồ lệch lạc, tránh cho đảng viên rơi vào khuynh hướng tư tưởng sai lầm của chủ nghĩa giáo điều. Tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn đảng, toàn dân để xây dựng đảng thành một chính đảng tiền phong, có kỷ luật nghiêm ngặt, cứng như đá, vững như đồng. Với sự nhạy bén, bản lĩnh chính trị và trình độ tri thức lý luận khoa học, đồng chí Lê Hồng Phong đã góp phần quan trọng trong việc khôi phục, xây dựng, củng cố đảng và phong trào cách mạng, đưa tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Đây còn là sự chuẩn bị tích cực
để đi đến thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Là một nhà lý luận sắc bén, đồng chí Lê Hồng Phong còn đấu tranh trên mặt trận báo chí, xuất bản công khai ở Sài Gòn. Một loạt bài viết của đồng chí góp phần xây dựng thống nhất trong Đảng về tư tưởng và cách thức đấu tranh trong những năm 30 của thế kỷ 20. Đặc biệt cuốn sách Vấn đề phòng thủ ở Đông Dương gồm 13 mục. Dưới bút danh Chí Bình do đồng chí viết năm 1939, có giá trị lý luận sáng tạo và thực tiễn chính trị to lớn. Đồng chí Lê Hồng Phong đã tổng kết lại quá trình thực hiện phòng thủ Đông Dương của Đảng và lên án, phê phán những quan điểm phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng. Tác phẩm Đi sâu đặt cuộc vận động phòng thủ trong toàn bộ phong trào đấu tranh, đòi tự do dân chủ, cải thiện đời sống, hòa bình và thúc đẩy lẫn nhau phát triển. Chống phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh. Lên án những xu hướng tả khuynh, hữu khuynh. Vạch rõ bản chất của những phần tử chống phòng thủ Đông Dương, chống mặt trận dân chủ Đông Dương. Đồng chí Lê Hồng Phong đã có rất nhiều bài cũng nói mà để mà đề cao cái tư tưởng đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã nói rõ đó, không được nhân nhượng, không được thỏa hiệp, và ở trong điều kiện không được thỏa hiệp đó phải vạch mặt chỉ tên những cái kẻ Trotskyist, những cái kẻ giả danh, những cái kẻ muốn cô độc Đảng, những người kẻ mà muốn công kích cái mối quan hệ giữa Đảng và dân chúng, những cái người mà đang muốn lợi dụng vào cái tình hình như vậy để mà công kích cái con đường cách mạng vô sản. Phát hiện đồng chí Lê Hồng Phong là một trong những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, thực dân Pháp đã bắt giam đồng chí vào tháng 6 năm 1939 tại Sài Gòn. Chúng dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ, song không thể lay chuyển được ý chí kiên cường của người Cộng sản. Thực dân Pháp đã kết án đồng chí Lê Hồng Phong 6 tháng tù giam và 3 năm quản thúc tại quê nhà. Song chỉ chưa đầy một năm, chính quyền thực dân lại áp giải đồng chí về Sài Gòn, giam giữ tại nhà lao Khám Lớn. Hơn 8 thập kỷ trước, nơi đây từng là nhà lao Khám Lớn, nhà tù khét tiếng u ám. Với những vụ tử hình công khai dưới máy chém có lưỡi dao khổng lồ. Thực dân Pháp dùng mọi cực hình tra tấn, hành hạ dã man, song vẫn không tìm được lý do để kết tội tử hình. Chúng đã âm mưu sắp xếp cho đồng chí Lê Hồng Phong gặp lại vợ mình là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, hòng làm lung lạc tinh thần của hai đồng chí để khép tội âm mưu lật đổ chính phủ Nam Kỳ. Không đạt được mục đích hèn hạ, nhưng thực dân Pháp vẫn kết án đồng chí Lê Hồng Phong 5 năm tù giam và 10 năm quản thúc về tội là người chịu trách nhiệm tinh thần của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Còn đồng chí Minh Khai bị kết án tử hình tội phiến loạn Nam Kỳ khởi nghĩa. Cuối năm 1940, thực dân đế quốc đã đầy đồng chí Lê Hồng Phong ra nhà tù Côn Đảo. Đằng sau những rặng dương ngút ngàn, bãi biển trong xanh kia chính là chốn lao tù đầy ám ảnh. Ở đâu có đảng viên cộng sản thì ở đó có tổ chức đảng. Dù bị kẻ thù cô lập với tổ chức tù chính trị, dù bị khổ sai, áp dụng mọi chế độ hà khắc, hành hạ dã man cả về thể chất lẫn tinh thần, song đồng chí Lê Hồng Phong vẫn sát cánh cùng các chiến sĩ cộng sản kiên cường
bí mật tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chính trị. Trong nhà lao khổ ải, đồng chí vẫn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng. Nếu như quãng thời gian bị quản thúc tại quê nhà Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Phong đã viết bài Phú Hồng Lam xưa và nay nhằm nhắc nhở bản thân và mọi người trải gian nan trăm trận thua không lùi. Thì nay, tại xã Lim Banh Hai tăm tối chật hẹp, nơi địa ngục trần gian, đồng chí vẫn luôn nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng của dân tộc. Bốn câu cuối bài Phú Nghệ An Đỏ đã thể hiện rõ tinh thần lạc quan, ý chí đấu tranh cuột cường của những người cộng sản. Để phấn đấu cho một giang sơn mỹ lệ, cả Đông Dương phải nhất trí hiệp đồng. Đại liên minh toàn quốc công nông mới chấn chỉnh thắng cảnh lam hồng muôn thuở. Dù bị hành hạ tàn độc cùng chế độ ăn uống tồi tệ, dù in hằn bao vết thương dỉ máu cùng với bạo bệnh, nhưng đồng chí Lê Hồng Phong vẫn hiên ngang oai hùng, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Hơn một năm sau đó, đồng chí Lê Hồng Phong đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc nuối khôn nguôi của những người chiến sĩ. Đồng chí đã sinh ra vào một ngày mùa thu, và nay cũng vào một ngày thu, đồng chí đã đến với đồng đội, đến với mẹ cha cùng người vợ thủy chung yêu mến. Ngày 6 tháng 9 năm 1942, đất trời Côn Đảo cũng như hòa cùng những giọt nước mắt, hòa cùng nỗi đau thấu tận tâm can của hàng ngàn chiến sĩ cộng sản. Trước thời khắc hy sinh oanh liệt, đồng chí Lê Hồng Phong đã gửi đến Đảng, đến những người đồng chí thân thương của mình lời nhắn sắt son. Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, cho đến giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Trong những thành quả cách mạng ngày hôm nay, có sự đóng góp vô giá của các vị cách mạng tiền bối, mà đồng chí Lê Hồng Phong là một trong những tấm gương tiêu biểu. Trái tim cộng sản dành riêng cho Đảng, cho nhân dân, cùng tinh thần đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí đã soi sáng cho toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi thử thách gian nan, đoàn kết thành một khối vững chắc vì độc lập tự do của dân tộc. Lúc sinh ra thì tôi không biết đâu. Đến sau này lớn rồi, cái nhà mà gọi là nuôi đó, người ta cho đi học. Thì trong cái giấy đề là ba mẹ tên thế, thì mới biết rõ. Ba tôi là tên đúng là Lê Hồng Phong, mẹ là Nguyễn Thị Minh Khai. Cái lời của ba tôi là trước khi mất á, nghe cái lời đó cái tự nhiên thấy sao mà nó tự nhiên nó có một cái tình cảm gì rất là khó, rất là thương ba. Thấy ba quá, ba tin tưởng ghê đó. Cho nên là cũng từ đó nó thành một cái động lực cho mình phải trong học tập, mình phải cố gắng. Cái đó là một cái động lực sau này mãi, nhớ mãi cho tới bây giờ vẫn nhớ cái lời của ba. Những con đường, những trường học mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong sẽ mãi gợi nhớ cho các thế hệ người Việt Nam trân trọng, biết ơn về tấm gương của một người chiến sĩ cộng sản kiên cường,
một nhà tư tưởng, lý luận và lãnh đạo xuất sắc của Đảng và dân tộc Việt Nam. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh gian khó nào, cũng đều tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng và tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Gào đem vào giá bao đau đớn, gào giá xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Học tập tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, trong những năm tháng hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cũng đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng và bồi dưỡng đội ngũ thanh thiếu niên Việt Nam trở thành những cán bộ ưu tú, sống có lý tưởng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là mùa xuân của xã hội. Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, với khát vọng phát triển hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, nhiều thế hệ tri thức trẻ Việt Nam đã gìn giữ, tiếp bước truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, không ngừng nuôi dưỡng những hoài bão cao đẹp, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để khơi dậy niềm tin, niềm lạc quan, khát vọng, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục những cái truyền thống quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thì giáo dục Nghệ An đã đạt được những cái kết quả nổi bật. Thì Nghệ An luôn luôn đứng top đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia quốc tế, xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hội nhập quốc tế và của các cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Là học sinh đang nguyện tiến theo ngọn cờ mà Hồng Phong đã nêu cao cờ chiến thắng. Cần kiên trì theo lời đến ngày đến rồi, dù ngàn khó khăn sao được ta sức trái huy hoàng vượt hiểm nguy chiến công về tay chúng ta. Nào bạn hỡi, bài ca thắp hương cuộc đời của Hồng Phong vang mãi trong tim muôn người. Kế thừa và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các bậc lão thành tiền bối cách mạng, thì thanh niên Việt Nam tiếp tục duy trì cái khát vọng của mình. Chính nhờ có khát vọng đúng đắn, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cùng với cả dân tộc thực hiện được những kỳ tích. Trong cái bối cảnh hiện nay, thanh niên Việt Nam vẫn phải tiếp tục phát huy cái truyền thống của mình là cái tính tiên phong. Tiên phong đi đầu, tiên phong đến những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tiên phong đảm nhận những việc mới, việc khó. Và chính nhờ cái tiên phong đấy thì thanh niên Việt Nam mới có thể khẳng định mình để đóng góp xứng đáng vào trong cái sự nghiệp xây dựng đất nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng, tự hào là mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nhiều bậc chí sĩ, anh hùng cách mạng. Trong đó có lãnh tụ Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Trong suốt dặm dài lịch sử, Nghệ An đã có nhiều đóng góp to lớn trong thắng lợi chung của nước nhà. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiếp tục gìn giữ, phát huy di sản văn hóa, sức mạnh con người trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội. Được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Nghệ An đã và đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để hội nhập, biến niềm tin thành ý chí sức mạnh, vững bước trên chặng đường đổi mới và phát triển toàn diện. Xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của các bậc tiền bối, anh hùng cách mạng vào tiền đồ của quê hương. Kế thừa và phát huy cái tinh thần cách mạng thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong cái thời gian vừa qua thì đã luôn nêu cao cái tinh thần đoàn kết, tiến công cách mạng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên để xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung vào công tác xây dựng Đảng
và xây dựng cái hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó có cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rồi là lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cả cái thế hệ cán bộ đảng viên. Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, là người lãnh đạo chủ trì công việc của Đảng trong những giai đoạn cách mạng đầy cam go khó khăn, đồng chí Lê Hồng Phong luôn coi công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, quyết định sự phát triển vững mạnh của Đảng. Đảng có mạnh, đất nước mới phồn vinh. Quán triệt, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết xây dựng Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trước những thời cơ và thách thức trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, để bảo vệ những thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ cha ông đã dựng xây, vun đắp, đòi hỏi sự nỗ lực, đồng sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, coi trọng sức mạnh toàn dân là cội nguồn của mọi thắng lợi, đội ngũ cán bộ đảng viên cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tất cả vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa sự nghiệp vĩ đại của Đảng, của dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Chúng ta phải xác định đã làm cách mạng, đã là người đảng viên thì dĩ công vi thượng, đặt việc công lên trên hết, cần phải cố gắng học tập. Và đồng chí Lê Hồng Phong là kiên định với lý tưởng cách mạng, kiên định với lý tưởng cộng sản, kiên định với sự hưng thịnh của quốc gia. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi, rèn rũa để xây dựng tư duy tầm nhìn, đặc biệt là với những người lãnh đạo, để tổ chức thực hiện các công việc cụ thể của tổ chức mình, của địa phương mình. Đấy, dựa trên cương lĩnh, dựa trên nghị quyết, dựa trên chương trình hành động. Nhớ về các bậc lãnh đạo tiền bối, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và nhân dân với tinh thần chí công vô tư. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy mới xứng đáng là người cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh, đồng chí luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Bầu nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn luôn dành cho Đảng và cho nhân dân. Người đồng chí, người bạn đời yêu dấu của đồng chí, chị Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã bị địch bắt và kết án tử hình năm 1941. Hai nhà lãnh đạo yêu quý của chúng ta đã hy sinh vì nghĩa lớn, để lại đứa con thơ khi mới hơn 2 tuổi. Cuộc đời đồng chí Lê Hồng Phong trong như giọt sương mai, đẹp như ánh dương vời sáng. Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta. Trên chặng đường lịch sử dân tộc, có những giá trị vĩ đại của quá khứ đã tạo nên những điều vô giá ở tương lai. Cuộc đời của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã tận hiến trọn vẹn cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Đồng chí là tấm gương sáng ngời của người cộng sản, sống vì Đảng, vì cách mạng, và chết cũng không rời xa Đảng, rời xa cách mạng. Xin được thành kính dâng những nén tâm nhang để tưởng nhớ tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đến Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Phẩm chất cao đẹp, tinh thần đạo đức cách mạng trong sáng hiện lên qua cuộc đời đầy oanh liệt của đồng chí sẽ mãi được kế thừa, kết tinh trong các thế hệ đảng viên và thế hệ trẻ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trọn đời tận hiến, sáng trong như ngọc.